Nghỉ hưu sớm là một mong muốn của nhiều người, song lợi dụng kẽ hở của pháp luật để được nghỉ hưu sớm thì có lẽ là không nên khuyến khích. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, một luật mới bắt đầu đi vào hiệu lực ở Thụy Sĩ, cho phép công dân có thể thay đổi giới tính đã đăng ký trong sổ hộ tịch. Mà nhờ quy định mới thì một người đàn ông Thụy Sĩ đã quyết định thay đổi giới tính của mình để có thể nghỉ hưu sớm và nhận lương hưu sớm hơn một năm. Thủ tục thay đổi giấy tính rất đơn giản và nhanh gọn, công dân chỉ cần điền thông tin vào một tờ đơn cùng khoản ký khoảng 81 đô la Mỹ, khoảng 1,8 triệu đồng. Tại thị sĩ, phụ nữ có thể nghỉ hưu hợp pháp ở tuổi 64, sớm hơn một năm so với nam giới. Vì vậy, chỉ 4 ngày sau khi có hiệu lực, nhiều người lợi dụng luật mới để trục lợi tài chính. Trong khi đó, có một người đàn ông lớn tuổi đã nhân cơ hội này để về hưu và nhận lương hưu sớm hơn. Truyền thông địa phương đưa tin người đàn ông này không được nêu tên đã khoe khoang thành tích của mình trên mạng xã hội, đồng thời thừa nhận rằng mục đích của ông là vì lý do tài chính chứ không phải do ông ta cần thay đổi giới tính ban đầu. Khi câu chuyện của người đàn ông này lan truyền trên mạng, người dân ban đầu chỉ ra lỗ hổng trong luật. Họ lo ngại nam giới có thể trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách thay đổi giới tính trên giấy tờ và khi đi qua tuổi nghĩa vụ họ làm lại thủ tục để lấy lại giới tính thật.